Okay, we have listened and we can see some of the useful languages. Chúng ta vừa mới nghe và chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều các cụm từ hay mà người ta dùng khi người ta đi mua sắm, khi người ta đi đổi tiền, khi người ta đi mở tài khoản mới, right? Okay, so what we need to do is to look through all the question or all the phrases again. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại tất cả các cụm từ này hoặc các câu này, right? Okay, và chúng ta sẽ thử xem các câu này đã đúng hay chưa. Trong mỗi một câu người ta có viết thừa một từ, one word need to be crossed out. Và chúng ta bắt buộc phải tìm ra từ đó, loại bỏ từ đó đi. Các cấu trúc chúng ta vừa mới nghe rồi, chắc chắn chúng ta đã nhớ được, right? Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ loại cái từ không cần thiết mà người ta viết thừa ra ở đây nhé. Let's do it. Alright, now let's check it together. Chúng ta vừa mới gạch đi rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ thử nhìn lên trên bảng, xem có chính xác hay không nhé. This is the key on the board. Chúng ta đã có đáp án ở trên bảng rồi phải không nào? Và is it the same with yours? Có giống với chúng ta hay không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng câu một và xem từng câu này có nghĩa là gì, được dùng khi nào nhé. Now firstly, number one. What's the exchange rate for US dollar? Exchange rate như lúc nãy nói với chúng ta rồi là tỷ giá hối đoái. Vậy người ta nói là tỷ giá của đồng đô la là bao nhiêu? What's the exchange rate for US dollar? Number two, I'd like to change this into peso, please. It is 200 American dollars. Tôi muốn đổi nó thành sang đồng peso. Nó là 200 dollar. Như vậy người ta muốn đổi 200 đô sang đồng peso, right? Yes. Number three, excuse me, how much are these earrings? Khi chúng ta muốn hỏi tiền, chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta dùng how much is, how much are something. Và cách thứ hai, chúng ta dùng how much do hay là does something cost. Alright? Như vậy, ở đây chúng ta sẽ hỏi là xin lỗi, cái này giá bao nhiêu tiền? How much are these earrings? Earrings, khuyên tai, đôi khuyên tai này trị giá bao nhiêu tiền? Alright? Next one, number four. Okay, I'll take one pair. Được rồi, tôi sẽ mua một đôi, one pair, alright? Number five, can I pay by credit card? Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng được không? Number six, what kind of document do I need? Tôi cần các giấy tờ gì nhỉ? Ví dụ chúng ta muốn mở thẻ ngân hàng và chúng ta cần phải giấy tờ gì đó chẳng hạn, right? Number seven, can we have the bill please? Chúng tôi có thể thanh toán được không? Hoặc cho tôi cái hóa đơn, alright? Can we have the bill please? Câu này chỉ được dùng khi nào chúng ta ăn xong hoặc chúng ta mua xong toàn bộ và chúng ta yêu cầu người ta mang hóa đơn cho chúng ta thôi, right? Okay. Number 8. Is service included? Ở đây đã bao gồm dịch vụ hay chưa? Phí dịch vụ hay chưa? Alright? Và cuối cùng, number 9. Do you think we should leave a tip? Cậu có nghĩ là chúng ta nên boa cho người ta hay không? Alright, leave a tip có nghĩa là đưa tiền boa. Alright, now these are some of the useful phrases for you. Ở đây là các cụm từ rất cần thiết đối với chúng ta và chúng ta sẽ cố gắng nhớ những cụm từ này để khi nào chúng ta sang nước ngoài chúng ta cần việc gì đó liên quan tới tiền chúng ta có thể nói rất dễ dàng. Okay. One. What's the exchange rate for US dollars? Two. I'd like to change this into pesos, please. It's 200 American dollars. 3. Excuse me, how much are these earrings? 4. Okay, I'll take this pair. 5. Can I pay by credit card? 6. What documents do I need? 7. Can we have the bill, please? 8. Is service included? 9. Do you think we should leave a tip? Bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc và đây cũng chính là bài học cuối cùng. Rất hy vọng là trong suốt thời gian chúng ta học 20 bài, chúng ta đã học được rất nhiều các cụm từ, rất nhiều các từ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Và hy vọng là sau này khi chúng ta bước ra cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta phải sử dụng tiếng Anh, khi chúng ta phải giao tiếp bằng tiếng Anh, chúng ta có thể áp dụng được tất cả những cụm từ này. Và chúng ta cũng nhớ, như đã nói ở trong video clip đầu tiên, chúng ta sẽ cần phải học
từ vựng bằng rất nhiều cách, many different ways, và chúng ta cố gắng chọn cách nào phù hợp nhất cho mình. Alright, okay. I hope that you will have a very good English speaking skill. Alright. Hy vọng là chúng ta sẽ càng ngày càng tiến bộ trong môn tiếng Anh của mình. Goodbye.